Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10. Đây chính là cái đề số 8 nha. Đề số 8 nha. Các em cứ hết sức bình tĩnh ở một số tỉnh, nói chung là thầy sẽ cố gắng quay từ Bắc vào Nam. Đề thành phố Hồ Chí Minh và đề Hà Nội thì chắc chắn sẽ có quay rồi. Nên em yên tâm, bình tĩnh em nha. Thầy sẽ quay một số tỉnh thành trước, sau đó chốt hạ lại thầy sẽ quay cái đề thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cho các em xem cuối cùng. Các em mới được có đồng ý với thầy không nào? Cái cơ bản là khi mà thầy đưa ra các tỉnh đó, là các em phải làm được, nhớ phải làm được nha. Ở đây thầy sẽ lựa chọn đó chính là tỉnh Cần Thơ. Đây cũng chính là một trong những tỉnh có cái thầy thấy cái nền giáo dục rất là phát triển trong cả nước các em. Thầy cũng sẽ chọn cái đề này và thầy thấy học trò của miền Tây của thầy cũng rất là nhiều, nên đây là cái đề dành cho các bạn miền Tây nha. Còn các bạn học sinh cả nước đều có thể làm để mà tham khảo. Và các em để lại giùm thầy một cái comment, đó chính là xem giùm thầy cái chất lượng video, cái độ sáng, đặc biệt cái độ sáng. Bây giờ thầy đầu tư cái hệ thống thống đèn khá là nhiều, và thầy thấy cái độ sáng video cũng rất là ok rồi. Các bạn comment giùm thầy chất lượng của video có tốt hay không nha, cái độ sáng đã ok chưa, tiếng nói nó có rè không, âm thanh nó bị rè không nha. Comment giúp thầy một comment để làm một comment khi xem video này em nha. Và thầy cố gắng bận dù bận tới đâu nhưng mà miễn sao tối nay cũng sẽ có video để các em học là được. Các em có đồng ý không nào? Bây giờ đã đề thứ 8 rồi, các em biết một đề thầy quay nó tới 4 đến 5 clip thì các em nhân lên thì cũng biết được công sức của thầy đã bỏ ra các em như thế nào rồi. Trong đó chắc chắn sẽ có những cái dạng đặc biệt là cái cấu trúc đề của những các cái đề thì gần như là tương tự nhau, nên các em cứ vậy là cứ theo như thế mà ôm các em nha. Đó, đầu tiên ví dụ cái đề của Cần Thơ này cũng là rút gọn có căn bậc hai thế như này, giải các phương trình hệ phương trình. Ok rồi, các em bấm dừng lại để các em ghi chép, để các em giải từ giải trước thầy cái đề này nhá. Thầy cũng sẽ quay mỗi cái đề, thông thường thầy cũng sẽ quay cho các em là đó chính là rơi vào 4 đến 5 clip các em. Chứ một đề này mà quay một clip thì thầy nói các em chắc ngồi một buổi, mà thầy thì thầy tận dụng thời gian em, nó không liền mạch thời gian được để quay hết đề được. Quay khoảng một hai bài đó thầy lại có công việc khác thầy đã làm rồi, nên là, nhưng mà thầy sẽ cố gắng để mà quay hết cho các em để các em tham khảo được chưa. Đó, đề này nó gồm có 5 câu em, 5 câu, trong đó nó có một cái bài toán thực tế này, bài số 3. Đây chính là những bài toán này thì chắc chắn ta phải giải bài toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình rồi, được chưa nào. Đó, khi các em cầm cái tay trên đề, cái đề trên tay thì đừng có nghĩ là khi học thì hiểu bài gì. Cái câu mà các em hay nói là gì nhỉ, 10 điểm trên tay mà không điểm trên giấy hay cái gì đó, mà mỗi lần thầy đọc comment thì thầy rất là buồn cười em. Học sinh comment thật là bá đạo thật, 10 điểm trên tay mà không điểm trên giấy thì bó tay rồi. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi sang cái bài số 1 nha. Em thấy rõ thế nào? Thầy thấy rõ rồi đó, còn không biết các em rõ hay không thì các em phải comment cho thầy quay video thì thầy không có xem lại nha. Bài số 1 93 điểm nha. Bây giờ thầy sẽ tiến rút gọn cái biểu thức A này. Như vậy A này nó sẽ bằng là 1 trên 2 trừ căn 2 của 3 cộng căn 2 của 7 trừ 4 căn 2 của 3. Được không nào? Ok nha. Như vậy thì ở cái bài này thì theo em thì chúng ta phải làm như thế nào các em? Bước đầu tiên ta sẽ trục căn thức ở mẫu của thằng này. Trục căn thức ở mẫu thì ở đây nó có dạng là A trừ căn 2 của B, thì chúng ta sẽ nhân liên hợp, nghĩa là theo hàng thức số 3. Ở đây nó có 2 trừ căn 2 của 3 thì chúng ta sẽ nhân liên hợp, nghĩa là chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với lại 2 cộng căn 2 của 3. Khi đó chúng ta sẽ trục được căn thức ở mẫu ở đây, là cái thứ nhất. Còn đối với cái thằng này thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta sẽ tách số 7 này. Ở đây các em thấy là có căn 2 của 3 đúng không? Chúng ta sẽ tách số 7 này trở thành là số 4 cộng với số 3 để chúng ta đưa về hàng đẳng thức số 2. Được chưa? Như vậy A bằng này. Thầy làm rất chậm để một số bạn mà có mất cái kiến thức cơ bản á, gọi là mất kiến thức ở cái toán đầu năm á, học kỳ 1 á, thì chúng ta cũng sẽ hiểu được và làm được. Một thì thầy sẽ nhân ở cả tử và mẫu này, nhìn này, đó đây là cả tử và mẫu của nó chứ nữa đúng không,
Rồi bây giờ thầy sẽ nhân với gì? Giáo viên không trừ điểm các em đâu em, khi các em làm kỹ đó, 2 cộng căn 2 của 3 được chưa, cộng cái số 7 này thầy sẽ tách trở thành số 4 nha, số 4 cộng 13 ở đây, đáng lẽ thầy sẽ ghi 4 cộng 3 nhưng mà thầy đưa số 3 ra để nó có cái dạng trước. A bằng này, 1 nhân thằng này thì cứ để như này, thằng này thì ra được là 2 bình phương trừ căn bậc 2 của 3 tất cả bình phương theo hàng thức số 3, cộng ở đây thầy sẽ đưa về đó chính là 2 bình phương này trừ 4 căn 2 của 3 và cộng ở đây căn bậc 2 của 3 tất cả bình phương để thầy đưa về hàng đẳng thức số 2. Tại vì một số bạn khi thầy đưa về hàng thức số 2, ủa tại sao nó ra như vậy thì các em sẽ không hiểu. Đúng không nào? Như vậy A này sẽ bằng ở đây là 4 bình. 4 bình phương thầy loại 2 bình phương bằng 4. Căn bậc 2 của 3 bình phương thì bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1, chứng tỏ cái này nó còn là 2 cộng căn 2 của 3. Cái này chắc là lẽ hiểu. Không cần thầy phải tính cái này nữa đúng không nào? Cái này dưới mẫu là bằng 1 các em nhé, bằng 1. Cộng cái này thầy đưa về hàng thức đó chính là 2 trừ căn 2 của 3 tất cả bình phương. Ok. Đúng chưa? Đó, như vậy nó bằng là gì? 2 cộng căn 2 của 3 cộng bình phương với căn ta cho vào giá trị tuyệt đối. Đó, làm chậm và chắc là như vậy. Như vậy thì ở đây các em thấy này, số 2 này nó sẽ lớn hơn căn 2 của 3, tất nhiên rồi. Tại vì 2 bình phương này sẽ bằng 4, 4 thì sẽ lớn hơn 3 trong đây. Chứng tỏ 2 nó sẽ lớn hơn căn 2 của 3. Khi 2 lớn hơn căn 2 của 3 thì chúng ta bỏ cái giá trị đó, nghĩa là trong này là nó là một số dương, nên ta bỏ giá trị đó này ra thì chúng ta như nào? Chúng ta không có đổi dấu ở đằng trước, không có thêm dấu trừ đằng trước, hiểu nào? Như vậy A này sẽ bằng 2 cộng căn 2 của 3 cộng 2 trừ căn 2 của 3. Như vậy thì các em ở đây có thể ghi vì là 2 trừ căn 2 của 3 nó lớn hơn 0. Nếu mà giáo viên khó tính thì người ta nên mở ngọc đơn ghi cái này. Còn giáo viên nào dễ tính thì không cần phải ghi cái này thì giáo viên vẫn tự hiểu. Như vậy hai thằng này trừ tiêu ra bằng 0, chứng tỏ còn lại 2 cộng 2 là bằng 4. Xong. Đó. Quá dễ hiểu không? Thầy dạy thì thầy tự khen mình thôi. Không ai khen mình thì tự mình khen mình. Hay là các em nói là thầy là mèo khen mèo dạy đuôi. Ok, các em muốn nói gì nói miệng sao thì thấy dễ hiểu là được. Đúng nè. Được chưa? Ta đi sang ở cái bài số 2. Giải phương trình và hệ phương trình trên và hệ phương trình sâu trên tập số thực. Nghĩa là R ha. 2A. Bài 2A thì rất dễ rồi. 3x bình phương trừ x trừ 10 bằng 0 thì cái này mục đích đó, là người ta yêu cầu các em tính delta này. Chờ nói sử dụng máy tính thì quá dễ rồi. Ở đây thì người ta cho các em hệ số B ở đây là số lẻ nên phải tính delta. Chứ nếu ở đây là 2 hoặc 4 hoặc 6 gì đó thì người ta sử dụng delta phải nha. Thì bài này người ta sử dụng delta sẽ bằng âm 1 bình phương này trừ này 4 này A này. A là số 3 này, C là âm 10 này. Như vậy delta này sẽ bằng này 1 này trừ với trừ này, trừ với trừ này là thành cộng này. 4 x 3 bằng 12 x 10 bằng 120 này. Như vậy cộng lại bằng 121. Chứng tỏ căn 2 của delta là sẽ cái này lớn hơn 0 này. Chứng tỏ nó sẽ có hai nghiệm phân biệt. Đúng không? Từ đây chúng ta suy ra x1 sẽ bằng là trừ b, nghĩa là trừ 1 cộng căn bậc 2 của delta 121 chia cho 2a, nghĩa là 2 x 3 là bằng 6 này. Như vậy trừ trừ thành cộng 1. Căn bậc 2 của 121 là bằng 11. Ở đây 6 là bằng mấy? 1 cộng 11 là bằng 12, 12 chia 6 là bằng 2. x2 cũng sẽ bằng trừ trừ. Đây, ta trừ ở đây, phải không? Làm đúng theo công thức em. 1 trừ 11 âm 10 trên 6. Như vậy kết quả ở đây nó sẽ bằng là âm 5 phần, âm 5 phần 3. Đó, vậy thôi. Được không? Rất là ok đó. Câu B. Còn các em muốn kiểm tra thì chúng ta dùng máy tính chúng ta bấm thôi. 9 nè. 2. 2 luôn. 3 âm 1 âm 10. Đây. Thấy chưa? Ok. Chúng ta là mình giải là chính xác. Đây là phương trình trùng phương không? Chắc chắn là người ta phải sự đặt ẩn phụ rồi. Những bài này nó quá dễ nghe.
Những bài này thì nó cực kỳ dễ rồi. Để chúng ta để lấy điểm thì chắc chắn gặp cái dạng này chúng ta phải đặt t sẽ bằng x bình phương, với điều kiện t phải lấy là lớn bằng không. Từ đó chúng ta ký hiệu đây là phương trình 1. Như vậy 1 khi đó tương đương là 9t bình phương trừ 16t và trừ 25 bằng 0. Được rồi. Nhưng mà thì ở đây chúng ta nhẩm nhẩm nó có dạng đặc biệt này. Nó có dạng là a trừ b cộng c bằng 0. A trừ b cộng c bằng 0. À, ta thấy. Còn các em không thấy á, thì các em tính delta phẩy giùm thầy. Ok. Nếu em không thấy giống như thầy thì em tính delta phẩy, nó vẫn ra cái nghiệm đó. Được chưa? A trừ b cộng c bằng 0. Nên phương trình có nghiệm. Như vậy thì theo công thức của chúng ta là một cái nghiệm T1 chắc chắn sẽ bằng âm 1. Đúng không? Và cái nghiệm T2 sẽ bằng là gì? À, trừ C trên A, mà trừ trừ đây thành cộng nghĩa là 25 phần 25 phần 9. Như vậy thì cái này người ta loại, cái này lấy. Được không nào? Như vậy thì với T bằng 25 phần 9 thì chúng ta tương đương ở đây là x bình phương sẽ bằng 25 phần 9, thì căn bậc 2 ra từ đây chúng ta tương đương là x này sẽ bằng là cộng trừ 5 phần 3. Xong, có hai nghiệm như vậy. Được chưa nào? Đấy. Vậy phương trình có hai nghiệm chính là x sẽ bằng 5 phần 3 và x sẽ bằng âm 5 phần 3. Xong. Nó rất là đơn giản nha. Được chưa? Bài này dễ nên thầy làm rất là nhanh nha. Câu C là phương trình thì quá dễ rồi. Làm trong một nốt nhạc là ra ngay. Rồi, ở đây thầy sẽ sử dụng phương pháp cộng ấy. Các em sử dụng phương pháp thế, phương pháp cộng thì đều được. Ở đây thầy muốn triệt tiêu cái y này. Tại vì thầy được quan sát là ở đây cái dấu nó đã đối nhau này. Ở đây âm đây dương là khi chúng ta cộng lên sẽ đối. Nhưng mà đây là 3y mà đây y thì chứng tỏ ở đây thầy sẽ nhân 3. Thầy không nhân ở đây, thầy nhân 1. Như vậy thì từ đây thầy tương đương là 2x trừ 3y sẽ bằng 7. Ở đây nhân 3 thì lấy số 3 này này, nhân vô đây và nhân vô đây và nhân vô đây. Như vậy lấy 3 nhân 3 đây là 9x cộng 3y và bằng 15. Đúng không? Chúng ta tương đương khi chúng ta cộng thì hai này triệt tiêu. Hai này chúng ta cộng lại nha. 2x cộng 9x là bằng 11x. Hai này triệt tiêu rồi, lấy 7 cộng đây là 22. Trong hai phương trình này chúng ta chọn một phương trình để chúng ta ghi lại. Giùm thầy sẽ chọn đó chính là 3x cộng y bằng 5 để ghi lại đây. Để mà khi chúng ta có x rồi chúng ta thế vô chúng ta tính ra được y. Như vậy x này nó chắc chắn sẽ bằng gì? 22 chia 11 là bằng bằng 2, chúng ta thế chỗ đây nè. Lấy x bằng 2 thế vô chỗ đây. Như 3 nhân 2 là bằng 6 cộng y là bằng 5. Từ đây thầy tương đương là x này sẽ bằng 2 và y này sẽ bằng 5 trừ 6 là bằng âm 1. Đúng chưa? Như vậy thì vậy nghiệm của hệ phương trình là đó chính là 2 âm 1. Xong. Thầy đã bảo là giải trong một nốt nhạc mà. Đúng chưa? Ok, xong em ha. Sau đó chúng ta dùng máy tính ta bấm đi. Đây nè. Một hệ phương trình 2. 2 trừ 3 7 3 1 5. Thấy chưa nào? Đó. Rồi, chúng ta nhiệm vụ chúng ta là bắt đầu làm từ bài số 2 trở đi. Sau đó thầy sẽ quay cho các em để các em xem nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok.